Như vậy ở đây thành công chính là gì? Đỉnh cao của thành công chính là phải nhận được sự tôn trọng. Để nhận được sự tôn trọng, bạn phải vì người ta, bạn xả thân người ta, bạn phải thực dụng khôn ngoan. Thực dụng khôn ngoan là vì người ta rồi mình có tất, đó là chiến lược khách hàng. Chứ còn bạn chỉ vì bạn thôi, đó là thực dụng ngu đần. Cho nên là đây là vậy thì tiền là thành công đúng, nhưng đó là tiền sạch. Cái giống tiền là trong phòng bao của ba cái thằng quan chức ấy, quên đi. Và con vợ nó khinh chứ đừng nói người ngoài. Danh vọng là đáng trọng, không có tử tế sao người ta đề bạn, nhưng danh vọng phải của mình. Chứ cái giống bỏ tiền mua chức, quên đi, đúng chưa nào? Cho nên là các bạn gái không hiểu, cứ nhào vô bất kể danh vọng là đồng nghĩa với thành công là sao. Nhảy vào cái anh chàng anh ấy cưới cái Audi Q7 giàu quá, ngon quá. Mẹ lấy xong về nhà mới biết mẹ trong cái xe của nó có mỗi cái gạt nước. Đồ đi thuê đấy, đồ đi thuê đấy. Hiểu chưa? Cho nên chả hiểu cái gì cả. Anh ấy thành công lắm à. Bạn đồng nghĩa lên trước với thành công à? Bạn ngớ ngẩn. Bạn ngớ ngẩn. Đúng không? Cho nên là giám đốc là gì? Giám đốc là thằng làm thuê. Cổ đông là gì? Cổ đông mới là ông chủ. Cho nên là đi chọn sau này phải chọn cái thằng ở trong ủy viên hội đồng quản trị ấy. Mà tốt nhất là thằng nào? Chủ tịch. Nhiều bạn chán chết. Chả hiểu thành công là cái gì. Tự nhiên nó hỏi tôi, sao thầy giỏi thế, thầy không làm hiệu trưởng. Tôi xin lỗi các bạn, bạn đừng hỏi thế. Bạn hỏi thế, bạn mặc thì mặc áo thế kỷ 21, nhưng cái não thì não thế kỷ 14. Thế nào là thành công? Cái mặt tôi mà đi làm hiệu trưởng, không, bạn nhầm rồi. Tôi thành lập một công ty, bạn lên mạng mà có. Tôi thuê hai chú về làm hiệu trưởng. Tôi thành công bây giờ là ông chủ. Các bạn trai trong hội trường này thuê 2 mét vuông, xong thuê 2 bạn sinh viên ra sở kênh đầu tư đăng ký giấy phép kinh doanh công ty siêu nhỏ. Thế là mình có quyền in cả chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc điều hành. Đúng không? Tôi không tưởng tượng được ngần này có người mà các quan niệm chạy chức chạy quyền. Thanh niên bây giờ là làm ông chủ, chủ 2 nhân viên cũng là ông chủ. Đằng này cái tư tưởng làm tôi làm tớ, bắt mẹ bỏ 500 triệu đi chạy vào cơ quan nhà nước. Sao các bạn hèn thế? Tí nữa tôi sẽ nói. Mà cái mặt tôi mà đi làm điều hành à? Tôi phải đẻ ra thằng điều hành với là Lê Thẩm Dương chứ. Cho nên nó rất hiểu thành công là cái gì. Mày ra trường lớp mình có 3 thằng thành công lắm á. Mày mới ra trường mà lên trưởng phòng á, 2 thằng lên giám đốc á. Mày nhìn cái mặt ấy đúng là thương hại. Đúng chưa? Cho nên tôi thành lập và tôi bắt chú làm hiệu trưởng thôi. Mỗi thằng mỗi năm nộp cho anh 50 tỷ nhá. Làm đi con. Để ta đi đánh cô nhá. Ta là ông chủ để ta đánh cô. Làm để đánh cô. Ta đã bảo mày làm, mẹ để ta ra Hà Nội ta chém gió nhá. Làm ấy, làm mà thất bại đi tù để ta chơi tiếp. Đấy mới là thành công của tuổi trẻ. Đúng không? Cho nên các bạn trẻ nó ra trường, nó nhảy về quê, nó nuôi heo trên mạng mấy tấm gương được. Đó mới là thành công. Mình làm chủ heo cũng được. Tự nhiên đi làm trưởng phòng làm mọi cho người ta mà lại kêu thành công. Wow. Tôi sẽ phản đối các bạn ạ. 98 công ty chứng khoán thì 98 tổng giám đốc bay khỏi, một nửa thì bị đuổi, một nửa thôi chức. Các chị ạ, không. CEO là kẻ làm thuê, tôi là chủ chương trình CEO trên VTV1. Cho nên là thành công là ở chỗ đó, nhận được sự kính trọng. Mà kính trọng ở đây là bạn làm ra tiền, tiền của bạn để làm ông chủ, nó cụ thể lắm. Được chưa nào? Vậy thì đấy là thành công. Nhưng mà
là em có tiền, thành công là em có chức, thành công là em có danh. Đó, đây là ba cái chuẩn. Nhưng mà ba cái này nó phải từ cái thực lực của em mà ra. Vậy thì thực lực nó liên quan tới cái thứ hai, đó là hệ giá trị phương tiện. Vậy thành công là gì? Tí tôi sẽ kết một câu cho các bạn để các bạn đừng có lơ mơ nữa. Đó, thành công nhận được sự tôn trọng. Nhưng tôn trọng bằng cách nào? Thì tôn trọng bằng cách nào chính là hệ giá trị phương tiện. Tao sẽ có chức. Nó có hai cách, một cách dùng thiện và một cách dùng ác. Để có được tiền, ta có một kiểu thiện, có một kiểu ác. Tuy các bạn, tôi đâu can thiệp được. Nam thì đút lót, học đòi cái lối mua chức mua quyền. Còn nữ thì để lên chức thì dùng vốn tự có. Bạn lên chức xong, bạn nhận được sự tôn trọng, tôi đấm cắm đầu tôi chết đi. Bởi vì thằng sếp ấy, một là người ta nghe vì người ta bắt buộc phải nghe, vì mày giơ cái gậy sắt ra. Thứ hai là người ta nghe vì phòng vệ, vì mày cầm lương của tao. Chứ từ cổ họng đến tim mà tao gọi mày là sếp tao chết lìm. Và thứ ba là nó nghe vì sự tự nguyện. Chỉ khi nào người ta tuân thủ tự nguyện thì mới gọi là thành công, tức là sự được tôn trọng. Còn hầu như các sếp là nó nghe vì mày cầm nồi cơm chứ mày phải là tao thừa nhận mày là sếp. Đằng này chả hiểu gì cả, đến diễn đàn vì sao tôi thất bại, nghênh nghênh ngáo ngáo chả đến giờ, cứ dạng chân dạng tay hoành tráng, thế là đời chết. Tóm lại, mày phải đạt được cái này với một hệ phương tiện. Như thế nào thì người ta mới gọi là thành công? Chắc chắn hệ phương tiện là phải dùng những công cụ cửa chính. Ở trong gia đình thì cửa chính nó là cửa chính. Gia đình nào cũng có cửa phụ để thoát hiểm, cửa phụ là cửa phụ. Một cái tệ hại hiện nay tôi quan sát thì rất nhiều bạn thanh niên lấy cửa phụ làm cửa chính. Bạn có thể đạt được, nhưng cái đạt được đó không bao giờ đến tận cùng. Và thứ hai, bạn đạt được nhưng bạn cầm tiền, bạn đi xe, bạn ăn uống, người ta khinh bạn lắm. Vì đó không phải từ bạn. Nó dạy đấy. Vậy thì thành công là gì? Thành công chính là nhận được sự tôn trọng thông qua hệ giá trị phương tiện. Tức là phương tiện thiện chứ không phải ác. Vậy thì bạn phải chơi đàng hoàng thì người ta mới nể, đúng không? Cho nên là bạn nên nhớ rằng là những người giàu ở Sài Gòn, tôi sống ở đó, tôi nhìn người ta tôi nể lắm. Quận 5, quận 6, quận 11, quận 2, người ta làm cật lực, người ta giàu, người ta giàu, người ta giàu, người ta có tiền. Là bởi vì cái hệ phương tiện người ta làm ra là người ta làm cật lực với những ý tưởng cật lực. Còn đằng này nhiều em giàu toàn bằng phong bao, phong bì. Mẹ đã rốt rồi lại còn ướt cái ngực, nhảy lên xe bụng thì to, đầu bằng cái trái nho. Người ta khinh cho chả đáng mà lại cứ điều chỉnh cái dáng này. Tôi nhìn chú tôi thương lắm, tôi nói thiệt. Điều chỉnh lại dáng đi đây, người ta không tôn trọng chú như chú đang nghĩ đâu. Cái tội đó là cái tội vô học. Và chú tự biến chú về cái thế là thế chọc phú. Chọc phú tức là ngu mà giàu. Giàu mà ngu thì gọi là chọc phú. Mà chọc phú là ngu mới giàu. Mà giàu mới ngu nó gọi là chọc phú. Mà chọc phú là giàu mới ngu. Mà ngu mà giàu thì gọi là chọc phú. Các bạn ạ. Hiểu chứ? Mình ngã, mình ngáo. Xong lâu lâu lại còn thương hại tôi. Mẹ ông lao động thế này, ông tội nghiệp ông. Tức là tôi đi cửa chính, chú đi cửa phụ, nó thương tôi. Thật tôi không tưởng tượng được tôi thương nó cỡ nào. Tóm lại thằng nào đáng thương ta. Mày quên đi. Mày về mày lo cái thân mày đi. Lê Tẩm Dương miễn góp ý nha. Shiver miễn góp ý. Quên mày đi. Và tôi nhìn tôi thương nó lắm. Vậy thì thất bại là gì? Thất bại là nằm xuống. Thành công là gì? Là bạn phải nhận được tôn trọng. Biểu hiện của tôn trọng phải có tiền. Phải có chức. Tức là người ta tôn trọng mình. Phải có danh. Chưa làm được sẽ làm được, nhưng nó phải đạt trên một cái hệ phương tiện cửa chính. Nó cụ thể lắm các bạn. Mà phương tiện cửa chính là gì? Một, đó chính là làm công dân. Đấy. Người ta gọi là phương tiện công dân. Biểu hiện cứ chấp hành luật pháp đi. Bạn sống trong thế giới 90 triệu dân, chơi rất đàng hoàng, chứ mày chơi cái trò mày lách luật, mày chơi bẩn.
Thế gì ạ? À? Thằng bò lừa được một cú, ngồi khoe với con bò, anh mới lừa được con gà ở trên miền núi nó về. Con bò ngưỡng mộ anh quá, đúng là hai con gì là mình. Mày ngưỡng mộ loại đó. Vớ vẩn. Hệ phương tiện để đạt đó là năng lực làm người, làm công dân rồi, tức là tôn trọng luật pháp, làm người tức là đừng làm con. Lên mạng rồi nó tham gia câu lạc bộ phát cuồng vì anh luyện chứ có đi nữa. Mất dạy. Thấy người ta đói tự nhiên nước mắt nó rớt rồi. Thấy người ta bị tai nạn mà mình không kiềm được nước mắt mà tự dưng nó dậy thì đó chính là làm người. Vì con người ta nó nhiều cung bậc lắm, loại thượng thẳng hiếm lắm, phải Bác Hồ mới lên đi mới được gọi đó là người viết hoa. Tôi mới canh chị cả đời cố gắng làm người viết thường. Thế chị à, mẹ lúc chết nó khóc, người ơi người, thế là hạnh phúc lắm. Chứ mẹ nó khóc con ơi con. Mà dưới người thì nó là nuôi, mà dưới người thì nó là ngợ. Mấy thằng bồ của mấy bạn trong lớp này đang hiện tại là loại nào, liên hệ bản thân nói tôi coi. Loại nào? Người là người biết hoa là không có cửa đâu, chỉ có Bác Hồ mới lên đi mới đường tăng mới được gọi thôi. Chào các bạn, Lê Phẩm Dương là loại nào ta? Sao lại ngậm? Cho nên nó không đơn giản thế. Bố em to cao đẹp trai không phải. Bố em khỏe lắm ấy. Không ai người ta nói thằng cơ bắp lừng lẫy mà đầu bằng đất gọi là khỏe cả. Khỏe là phải vừa não vừa cơ bắp. Không ai người ta gọi Trịnh Công Sơn là người khỏe cả. Mặc dù cái não rất thông minh nhưng mà tiếc quá, cơ thể ốm yếu quá. Khỏe là khỏe về cơ bắp và tinh thần. Đằng này thấy thằng Đực mình to khỏe, bố em khỏe không? Trông to cao không? Đấy là con trâu chứ không phải người. Điều chỉnh lại đi nhé. Thà nói ít mà hiểu sướng hơn nhiều. Thất bại là gì? Thất bại là mày nằm xuống. Nếu đứng dậy đi tiếp thì cuộc đời không có khái niệm thất bại. Thành công là gì? Thành công là tự trọng, là được sự coi trọng. Mà biểu hiện của coi trọng, chú có tiền là người ta coi trọng. Biểu hiện coi trọng là chú được người ta thừa nhận đưa lên chức là coi trọng. Chú có danh tiếng là người ta coi trọng. Với một điều kiện là ba thứ đó phải đạt được bằng hệ phương tiện thiện.